Dì Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Dì Minh. Thì hiện tại giờ Dì Minh đang có mặt ở tại nơi tu tập của là sư Chí Hải quý cô chú anh chị. Thì đúng ra là Dì Minh định chiều mới chia sẻ cho bà con cô bác, nhưng khi Dì Minh chạy xe từ ngoài vô thì Dì Minh thấy sư Chí Hải hình như đang là may hay là làm cái gì đó quý cô chú anh chị, để Dì Minh vô trong ghi hình cho bà con cô bác cùng xem nha. Đó. Mới thấy sư làm gì mà giờ sao thấy sư ngồi với chú chị. Dạ. Dạ con chào sư. Ủa con nãy con thấy sư đang giống như bà Mai Y đúng không? Chứ nãy thấy tưởng đâu Mai Y chứ. Là con nói với bà con là không Mai Y gì vậy. Ủa này gió mát quá sư. Dạ. Kia cũng về hả sư? Vâng. Dạ. Quá mát rồi. Chiều nay sư có đi khất thực không? Có đi bộ hành không? Sớm con nằm xem là mấy clip của sư Minh Tài đó, mà nhìn thấy nghe khi mình xem những cái clip đó mình cảm thấy nó dồi dào cái cảm xúc quá. Nhìn thấy thầy sao thấy thương quá, mình xem tới là mình nhiều cái câu nói mà của thầy làm cho mình phải nói là đi sâu vô trong tầng trái tim của mình vậy. Wow. À. Thì hiện tại bây giờ thì bà con cô bác người ta cũng muốn biết về cái tin tức về sư Minh Tuệ. Thì sáng con cũng có chia sẻ và cũng đã chia sẻ cho bà con cô bác yên tâm rồi. Có một cái gì đó sư nhiều khi là sư nhiều khi là anh trai biết theo cái dự đoán của con đó, nhiều khi anh trai biết về tung tích nhưng mà đợi cho nó lắng xuống á, lắng xuống để cho bà con bác, tại vì trong lúc này nó hơi ấy quá, cho nên là đợi cho lắng xuống rồi về có thể là về thăm ba mẹ. Nhưng mà còn người em trai thì nhiều khi sợ tiếp cận với YouTube nó nhiều quá, cho nên là anh trai sợ có thể là giữ kín luôn. Vâng. Cho nên là người em trai thì nôn nóng cũng là muốn biết, nhưng mà sợ là YouTube thì tiếp cận nhiều quá. À, vâng. Cho nên là theo cái dự đoán của con, cũng có một số anh em cũng làm YouTube cũng đồng tình theo như cái suy nghĩ của mình. Xem là những cái video con đã bộ quá có mày tính ăn kiêng giống sư luôn. Không ăn cơm ăn mì để nhịn tới chiều tối ăn nữa, ăn nhiều quá cũng mập lên nên là ăn có mày à.
sư chị Hải không có đi luôn. Chứ hôm nay là chị Minh định đi với sư chị Hải qua cái đoạn đường vắng bên kia kìa, xa lắm. Nó sẽ không có quay cái đoạn khúc này nữa, đi qua cái đoạn mà lúc mà chị Minh mấy ngày nay không có quay. Sư luôn, giống như là đang mình vừa hỏi sư Chí Hải tu tập tới đâu mà mình cũng vừa là mình học luôn quý cô chú anh chị. Đó. Con nghe nói là bát chánh đạo thì nó có những cái là chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh toại, đúng không? Chánh ngữ. Chánh tư duy. Nó có 8 cái chánh, 8 con đường. Dạ. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Giống như là Duy Minh vừa quay sư, Duy Minh cũng vừa học hỏi luôn quý cô chú anh chị. Nhiều khi bà con cô bác nói nhiều khi để sư làm phiền sư này kia đồ, có một số thôi. Một số thì cũng đồng nguyên Duy Minh là quay các sư đó, thì Duy Minh thì sẽ không chấp những ai mà nói mình, tại vì mình đi theo sư thì mình cũng hay xa mà mình học những cái giống như là mình đang học đó quý cô chú anh chị, giống như là Duy Minh đang phỏng vấn và hỏi sư, thì cũng như là mình vừa phỏng vấn là mình sư nói ra là mình cũng học luôn để là mình cũng thị xã quý cô chú anh chị ơi. Tại nhiều bà con cô bác một số không biết, chứ đây cũng là giống như là cái thử thách của sư vậy đó, giống như là sư sư tu mà giống như là mấy anh em mình theo mình phá với chúng chị theo phá sư vậy đó, để coi sư có vượt qua được hay không, giống như mấy anh em mình đi theo mình phá sư đó. Nói chung là giống như mình nghĩ là mình theo phá đi đó, cái rồi sư có vượt hay qua hay không là do sư với chúng chị. Rồi Duy Minh vừa theo khóa mà vừa theo học luôn đó, rồi sẵn là chia hình ảnh, chia sẻ hình ảnh cho bà con cô bác xem luôn đó. Rồi trưa nay thì như là có ai đến, rồi có người nào đến, anh chị nào đến hay là cô bác nào đến thì cũng cập nhật cho bà con cô bác. Buổi trưa này là ngoài hai anh trai đó thì đâu có ai nữa hết sư? Dạ vâng. Hôm qua thì 6 anh em YouTube, nhưng mà giờ thì người ta đi hết rồi, người ta cũng không có tới nữa, tại vì người ta còn chia sẻ trên kia sư Minh Không chảnh. Lâu lâu người ta cũng xuống đây giống như Duy Minh vậy đó, chia sẻ ở đây thường, lâu lâu đưa anh chảnh. Cái này là tại vì mình thấy sư ngồi nãy giờ cho nên là Duy Minh vô quay nghe quý cô chú anh chị. Sư mình nghĩ là dù có sư huynh nhận tới đây là vui lắm đúng không sư? Dạ. Hai huynh đệ là hỗ trợ nhau học tập, trong khi đó là giống như con không học tập được luôn, nhưng mình học được cái gì là mình học. Vậy là buổi chiều nay chắc mình không đi luôn hết sư? Sư sao hồi sư? Chân con bây giờ lành rồi, đi bình thường rồi. À đây là quý chú vậy, cũng lành rồi ha. Nhưng mà cũng còn thẻo hay sao? Dạ vâng, nó cũng còn hơi mỏng, dạ. Chưa có dày bằng cái da vòng ở đây. Thấy một lớp thì chai, một lớp thì vừa lành là quý cô chú vậy. Bà con cô bác cũng là an tâm rồi ha. Bữa giờ mới thấy cái chân của sư ha. Thầy từ bữa mà Duy Minh quay trên cầu quý cô chú vậy giờ mới
mới quay là cái chân của sư là cảm thấy nó cũng còn đỏ đỏ hơi hơi ấy, đúng không sư? Dạ, nó kiểu như da nó còn mỏng đó. Đó. Nó chưa có chai dữ. Dạ, thấy cũng lành lặn rồi, mà thấy cũng ok đó sư. Dạ, vậy là cũng mừng bà con cô bác, thấy mừng. Thấy mấy bữa mà kia đi qua bên mấy cái khúc đường đã sỏi đó, thấy đi thấy sư đi mà mấy anh em còn đi cái chân dép thôi mà nó còn đội vô cái dép á, nó còn còn có cảm giác đau. Mà sư thì cái chân như thế thì cảm giác mình rất là đau luôn mà sư còn chịu nổi. Đó là sự khâm phục với cô chú anh chị. Đó. Rồi nhưng mình cũng vô trò chuyện với sư tí xíu thôi. Đó, cái để cho sư ngồi sư tịnh với cô chú anh chị. Chứ không phải là giờ nào mình cũng vô ha. Nhưng mà mình thấy giờ nào mà sư cũng như là thoải mái nhất mình vô mình chia sẻ cập nhật cho bà con cô bác. Mỗi giờ vài giờ cái mình cập nhật lần, hoặc là buổi sáng buổi trưa buổi chiều đó với cái chúng chị. Đó, chứ không có mình không phải mình ghi liên tiếp ha. Mình thấy được cái chân của sư như thế là mình thấy cũng khỏe khoắn rồi với cô chú anh chị ơi. Đó, anh này cũng rất là yên tĩnh luôn nghe. Hôm nay là không có ai đến luôn với cô chú anh chị, chỉ có hai anh trai kia, mà hai anh trai kia quay cũng quay một hai clip gì đó rồi cũng đi rồi với cô chú anh chị. Còn đây Duy Minh gắn bó với sư, đó, với cô chú anh chị không? Đó, bên cụ Sáu cũng có gửi lời dặn đến Duy Minh, con quay thì dòm dòm sư như thế nào rồi còn sao ha. Nên là mình cũng dán cũng vừa quay vừa ghi hình mà cũng vừa để ý sư quý anh chị coi có ai đến này kia rồi không. Đó, cái cảnh này thì rất là đẹp quý cô chú anh chị. Đó, cái vùng quê phải nói là quê hương. Khi mà Duy Minh đi xuống đây rồi là bà con, nếu mà bà con cô bác xuống đây rồi bà con mới biết cái cảm giác nó thanh bình lắm, và muốn đi cũng là khó không nở quý cô chú anh chị. Đó, nhưng mà đặc biệt là Duy Minh đi đâu quay thì cũng có một cái ký ức, cái kỷ niệm. Nó ở đây là dừa nè, trái xoài rồi nè, rồi là từ đây cắt ra ngoài kia ra lộ rồi cũng khá là xa quý cô chú anh chị. Đó, cả cây số á là mới vô cái con đường này. À, cho nên là nhà cửa của ai thì cũng ai ở nhà nấy quý cô chú anh chị. Có việc gì là mới đến cũng thoải mái. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng chia sẻ một cái video ngắn để cho cập nhật tình hình cho bà con cô bác xem. Thì cái chân của là sư Chí Hải tạm thời bây giờ là nó hết đau rồi quý cô chú anh chị ơi, nó cũng ổn rồi đó, khoảng là lành lặn cỡ 70-80% đó, thấy yên tâm rồi. Cho nên bà con cô bác đừng có lo lắng ha. Đó, quý cô chú anh chị. Mà đặc biệt là khi mà Duy Minh là mỗi ngày là nhắc đến sư Minh Nhuận thì sư Chí Hải lại vui quý cô chú anh chị, lại vui cười. Trong lòng chắc cũng muốn là sư Minh Nhuận đến đây lắm á, thật sự gì đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà cái này thì mình tùy duyên thôi đó, chứ không có thể nào mà mình ấy được. Duy Minh thì đi quay theo quay thôi, cho nên là mình không có chợ duyên đó. Ai cô bác nào ở Phật tử chợ duyên thì chợ, chứ mình thì không dám quý cô chú anh chị ơi. Mình là người đi ghi hình thôi, có sao mình ghi vậy thôi quý cô chú anh chị, phải để cho sự tự nhiên á. Ở đây còn đây là 20 giờ ha, ở nhà của sư Chí Hảo rất là đẹp luôn nè. Thì video đến đây thì mong bà con cô bác xem video nhớ để like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh nha, và chia sẻ video dùm Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem kênh YouTube của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha. Xin chào bà con.